Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 3 năm 2021. Theo báo cáo tại hội nghị, về kết quả triển khai các nhiệm vụ Thường trực Thành ủy kết luận tại hội nghị giao ban khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 2 năm 2021, đến nay đã hoàn thành 23 trên 36 đồ việc, còn 13 đồ việc đang xử lý quý ba năm nay trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao. Các cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vừa triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, vừa thực hiện mục tiêu phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Để mạnh đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng, giai đoạn 2021-2025, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo kịp thời, cung cấp các thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chủ trương, chính sách, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của ban thường vụ, thường trực thành ủy, tiếp dân và giải quyết trực tiếp giữa vấn đề phát sinh từ cơ sở